Chị nghe ổng đàn, chị thấy nghe hay không? Thấy ổng đàn để cho ta thấy. Dạ à, khi mà chị, chị ở đây thì chị tên gì nha chị ha? Xin lỗi nãy giờ. Tên Nga. Chị Nga. Chị Nga thì nhà là mở một cái tiệm thẩm mỹ. Thì lúc nãy đi thì không có người chở giùm. Chị Nga mới lấy chiếc xe của mình và chở Bùi Hồ đi, thì bỏ cái tiệm ở nhà nhờ người khác xem giùm. Chị xem những cái clip mà bài từ thiện chị đấy sao? Thấy là làm điều tốt, việc tốt. Dạ. Ước gì mình cũng có tiền mình đi làm được như vậy. Dạ. Sao này chị mừng, như chị mừng sao này mình biết mình có tiền. Chị không phải là chạy xe ôm đâu, mà chị chở đi để mà chở đi để mình làm được cái việc của mình thôi. Dạ. Điều đó là việc tốt cho người ta hay đích chờ đợi gì thì mình chỉ không biết, nhưng mà khi mình cần thì chị giống như lỡ nước lỡ đường không ai chạy thì chị chở. Ờ, dạ. Chị Nga năm nay, xin lỗi chị Nghiên bao nhiêu hay chị ha? Chị 50. Ờ, dạ. Vậy là chắc con chị cũng lớn hả? Có cháu nội mà. Ồ. Mà chị vẫn trẻ mà. Tại nhỏ con. Không may thì hai chị em đã hết xăng. Chị dắt luôn. Nói với chị để dắt cho chị sợ. Chị sợ mình lấy chiếc xe của chị chạy luôn hay sao? Tại vì mới lần đầu. Dạ bên đây. À, mới lần đầu gặp nhau cũng may là chị cũng thương mình. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An đó cô bác của anh chị. Dạ. À, nhanh quá chị hả? Khi mà đi quay những cái hoàn cảnh những cái nơi xa như thế này thì gặp những người tốt bụng như chị là một phần rất là may mắn. Nhưng mà không may xe lại hết xăng. Dạ chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Thì chính xác là ở Hoài Nghĩa. Thì hôm nay Hầu Nghĩa. Thì hôm nay có dịp về đây để tìm về chú Bảy On mà trên mạng xã hội hiện nay rất là săn lùng về chú, về cái biệt tài của chú, đó là chú có thể đàn những bài bản giọng cổ cũng như là bản vắng như đoạn khúc Lam Giang, giọng Kim Lan. Chú đàn bằng miệng một cách rất là thuần thục. Và về cái công việc của chú là hàng ngày chú phải đi bán vé số ở trên những cái đoạn đường, nên việc mà tìm đến nhà của chú thì cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Như ngày hôm qua thì có gặp của chị Nga, thì có hướng dẫn vô nhà chú Bảy, nhưng chú Bảy đi không có ở nhà. Và hôm nay thì lại gặp chú ở đây. Thì chú Bảy ơi, thì trước khi chú biểu diễn cái tài của mình thì chú có thể cho con biết họ tên đầy đủ cũng như là cái nghề của chú hay chú ha? Xin chào, theo cầu của ý kiến của em mình. Chú Bảy, anh Bảy là quay ở ấp 4 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An. Nghề nghiệp thì cũng đi bán vé số, lâu lâu của anh em mời đi tiệc tùng văn nghệ cho nó lạ. Vậy đây ha, Sa Mi An, huyện Thừa là tên Bảy On. Cái việc mà đàn bằng miệng là lý do chú Bảy tại sao lại đàn bằng miệng chú Bảy? Là bằng miệng cũng tôi cũng tập thời gian nó lâu lắm, cũng thời kể xin lỗi, mình nghèo mà đi chăn trâu, ví dụ chăn vịt vậy đó, rồi cái mình tập lần lần
cây dứt cây là được. Vậy rồi sao chú Bảy không đàn bằng đàn thùng hay là đàn điện? Trước đài truyền hình cũng số nói với hoặc là anh em cũng nói là đàn bằng tay nó thường quá đi, với ca hát thì nó nhiều lắm, mình tính chơi nó lạ đó, thành ra tôi sẽ tập đàn bằng miệng. Bây giờ thì chú Bảy có thể đàn một bản vắng đoạn khúc Lam Giang cho con và cũng như mọi người thưởng thức được chú Bảy? Được được, để tôi đi. Rồi con lấy bắt... hơi lấy giọng này. Dạ con bắt đầu, con mời chú Bảy. Khi nói chuyện thì chú Bảy về cái âm lượng của mình nó không lớn, nhưng mà khi khi vào tiếng đàn thì cái âm của mình nó lấy nó phát lớn ra, lên dạ. Mới được lấy hơi lớn, thì là nhiều khi lớn quá nó hơi khao chút, thông cảm gì ha, thông cảm hơn nè, tay nó dễ nó hơi khao chút. Lúc đầu thì tập chú Bảy việc lấy hơi từ cái thanh khí quản của mình á thì nó khó dữ lắm không chú Bảy? Khó lắm, khó lắm. Hôm kia để mà về phải cái nghề phải chịu không đói quá tan, để phải về nó hơi ho đau ngực. Dạ. Tu uống thuốc ngoài gì gặp anh em ở đây không để giờ chút đỉnh nhậu vui nghe tính bỏ giờ. Vui nữa chứ là để phải đợi đến thôi ăn là về phải ảnh hưởng chịu ho nó hơi đau ngực. Dạ. Cái việc mà chú Bảy đi bán vé số thì với lại cái biệt tài của chú Bảy thì khi mà đi bán đến những cái nơi mà người ta cần đến đàn ca tài tử, và đặc biệt là với cái biệt tài của chú như thế đó, thì cái lượng vé số nó bán có tăng lên không chú Bảy? Không, vì gặp nhiều anh em là có khi vui á, anh em quen thì kêu lại chơi chút, ví dụ gặp tiệc thì cái nhậu chơi chút, thành ra không dám lấy nhiều, mà bây giờ cái lượng vé số đông lắm. Dạ. Đông người bán. Bây giờ anh em nói anh em, con gái nó mạnh hơn, thành ra mình hoi ít nôi dài đây đồ quán. Con thấy trong cái phần mà đoạn khúc Lam Giang lúc nãy á, thì chú Bảy lại có pha giống như là một tiếng của beatbox. À, cái hột hột á. Dạ, beatbox á. Cái hột hột hột. Dạ, dạ, dạ. Beatbox không có lâu, cái vô nhạc mà vô đây không biết nghe rõ. Dạ. Cái micro gặm đi nhạc sống á, dạ. Đều không có lâu beatbox á. Là để mít phải không? Dạ. Không có lâu
Xin lỗi rồi. Dạ. Chịu thôi, cái nghề chịu. Bị nó máy móc mà, ai không? Chào xin khách. Anh em nói máy xe chạy còn hư á. Nhúng sên rồi kia mình xích người, xin lỗi nha. Chú Bảy là năm nay là bao nhiêu rồi? Chú Bảy này năm 3, năm 4 tuổi mùi. Vậy là chú Bảy là tập đàn miệng là khoảng bao nhiêu tuổi? Lâu lắm. Chắc khoảng chẳng 20, 20 mấy á. Mấy. Chỉ như mình đi ở đạo mà xin lỗi không phải thang. Thì cái nghề phải chịu ha, mình nghe không á. Chú Bảy có ca được không? Ca được mà giờ đường khúc cũng vắng được một bản vắng sâu khao cảm nha. Dạ. Chào quý khách nói dạ. Quý khách này bị nào đợi. Mình lấy hơi đặn phải chịu thôi. Còn dạ. Bàn tay nó dễ đần miệng dạ. Nó hơi khao chút. Dạ. Có khi khang tiếng. Ca một bản vắng hay một câu dòng cổ thôi chứ bay ha. Bây giờ đi. Chung bài ca một khúc nó ngắn nha. Dạ. Tuần cái lương Bảo Xuyên. Dạ. Lý con sáu. Dạ. Cái đợn khúc ca khúc nha. Dạ, dạ, một cái miệng anh em mình hiểu nha. Ơi mình tình thương nha, bị nó bằng máy tay nó dễ rồi. Dạ đúng rồi. Khúc nghe vậy ha. Dạ. Lấy hơi từ từ cái lấy hơi. Còn bằng tay nói gì bằng máy nó ca nó bằng tay đợn tay vậy. Vậy tụi được đoàn khúc Lý con sáu. Nhắn tụi ca về chữ đợn chữ nha. Để tôi lấy hơi này. Rồi ca. Bảo Xuyên ơi, đêm nay đi dò cánh trường cô liêu, ta gọi đầu trên giấc ngô thềm mơ yêu để yêu em được trọn lòng không mang cánh bờ biên thì sau đêm này ngàn đêm nữa thôi anh vẫn yêu mình em quá hay luôn thì nó tài máy vậy ha. Vừa beatbox nè. Đúng rồi. Vừa đàn mà vừa ca. Đúng rồi, vừa ca thì, nó căng thế thì... Rồi đàn sao không luôn. Đúng rồi. Thì, nếu như mà hiện nay thì chú Bảy có thể là đàn bằng miệng được bao nhiêu bài bản dòng cổ thôi? Nghe khỏe có tiệc tùng anh em mình đó. Thì đừng nhậu nhiều hay nữa là anh em ca cổ ha. Có thể nói là thí dụ anh em ca cổ 6 câu nó hơi dài để biết mình 6 câu cổ ha anh Quynh ơi. Thì cho tôi có thể nói là nếu khỏe là hết 6 câu luôn. Anh em ca cổ nha. Rồi cho tôi nghĩ nha, chứ không có hơi nổi lâu nữa. Bị mình nín thở mà. Dạ. Máy nó dễ, ví dụ cái hộp này để biết hiện tại lần tay nó dễ rồi chứ. Dạ. Nghe đã quá. Nó dễ. Nếu con mày trù hôm nào anh có số thoại anh bãi chưa? Dạ có rồi. Về tháp 10 ở đâu bà con mình tiệc tùng thôi. Dạ. Nếu mà có micro vô âm ly nó càng hay nữa. Dạ vô, đúng rồi. Vô cái âm ly lớn đó, anh Quynh biết không? Hiểu mình không Quynh ha? Anh mình có micro âm ly nó càng hay. Này mình chơi chai không có micro. Vô âm ly dỗ mắt đi. Bây giờ nếu như mà khán giả vô. Ồ. Nhiều lắm. Có micro nó nhỏ lớn còn vô đây nhiều khi nó quay chứ không bằng micro. Nhiều chú Bảy đứt đoạn khúc. Quá hay chú Bảy à. Thôi nếu như mà làm một cái câu bản đoạn vắn đoạn khúc Lam Giang rồi thôi sao tại chú Bảy thôi tặng luôn cái một câu dung cổ một thôi. Một câu dung cổ thôi. Một câu dung cổ nó cũng cỡ đoạn khúc Lam Giang à.